Nơi đâu? Cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể các bác chơi Audio trên miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 5, em tiếp tục cái này giới thiệu đến các bác một chiếc đầu đến từ thương hiệu của Tờ Đông. Model của nó là DCD 1100. Model này em bán cũng khá là nhiều rồi, nó được sản xuất năm 1985 với giá xuất xưởng của nó là 60.000 yên. Nó tương đương với khoảng độ 12 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Và nó sở hữu cái xe ngang của nó là 43,3,4 cm, chiều cao của nó là 9 cm và chiều sâu của nó là 35 cm, và nó nặng là 5 kg. Mắt đọc thì dùng mắt đọc của Sony rồi, là mắt 123, dễ thay thế và không cắn đĩa. Còn chip giải mã, có chip đầu này thì dùng cái chip giải mã PCM53 GPV. Con chip này cho ra chất âm rất là mộc mạc, dày dặn, chi tiết. Các bác nghe nhạc chiếc 75, nhạc vàng, nhạc rất là tuyệt vời. Thiết kế thì nhìn rất là cổ điển, chỉ có một cái đồng hồ hiển thị số thôi. Đấy. Và sau đây thì em cũng xin quay chi tiết cái phần ngoại hình cũng như nội thất bên trong để các bác cùng chiêm ngưỡng. Đây là phần mặt tiền. Mặt tiền thì em này còn khá là đẹp. Về hồi đây rất đẹp, nắp lưng thì em đã sơn lại cho đẹp rồi. Đấy. Hồi bên đây cũng vậy, nắp lưng. Về phần cạnh trên, cạnh trên thì có nó thì có những vết sức mờ. Đấy. Sức mờ, nắp lưng thì sơn lại rồi. Đấy. Vừa đây, model của nó là DCD 1100. Điện 100V, công suất của nó 11W và series của nó là 1524911. Đấy. Chiếc này trang bị chỉ có một đường Alux thôi. Đấy. Và đây là phần nội thất bên trong. Phần nội thất bên trong của chiếc đầu này còn rất là mới rồi. Máy móc thì zin nguyên bản, mắt đọc tin theo máy luôn. Bộ cửa chụp êm ái này. Đấy. Và đây là con chip giải mã PCM53GPV. Đấy. Mà con này nó thêm con nữa là con CXD23035. Đấy, tiếng của nó rất là mộc và dày. Tụ lọc nguồn đây. Tụ lọc nguồn của nó đây. Tụ lọc nguồn của nó là bao nhiêu đây? 25V. 25V. Đấy. Và đây là phần đáy phía dưới. Đây là phần đáy phía dưới. Thì đáy phía dưới đây nó có ố này. Đấy. Rồi, và tới đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như là chức năng hoạt động của chiếc đầu này để các bác được thưởng thức. Và chiếc đầu này thì bên em bán với mức giá là 900.000 đồng nhé. 900.000 đồng em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền. Bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship cho em. Trong quá trình nhận hàng các bác cứ test kiểm tra, nếu không may sản phẩm bên em gửi đi mà nó có sự cố thì giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi đến bên em kiểm tra đúng lỗi hoàn tiền 100% cho các bác, hoặc các bác đổi sản phẩm khác tùy tính của mình. Còn trong quá trình mà đã sử dụng rồi thì bên em không bảo hành, nhưng bên em hỗ trợ sửa chữa. Nếu không may sản phẩm bị lỗi mà không tự sửa, tiền phí thì có thanh toán cho em. Đầu thì không cắn đĩa nhé, đọc tốt, đĩa nòng xanh là đĩa sao chép đây. Đây là đĩa phôi phô lô này. Đĩa đồng vàng, đĩa đồng trắng. Bên em bán hàng thì bao bác đọc tốt thì đĩa chép trở lên. Còn đối đi chợ thì em không bao đâu. Số điện thoại để tiêu đề của video 0907 23 269. Các bạn liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn Zalo em đều được nhé. Rồi, các bác đeo tai phone mà để em thưởng thức ạ. Nếu em về bên anh.
Nhớ đau thương.
Xin phép được dừng video test ở đây. Chiếc đầu này mắt đọc rất là tốt, chất âm rất là mộc, dày dặn. Và giá của chiếc đầu này thì bên em bán với mức giá chỉ có 900.000 đồng thôi. Em bao phí ship toàn quốc, thì là chuyển đủ tiền. Bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại là 0907 23 269 ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn lại các video sau ạ.